đổi. Con có thương chị ba không? Thương chị ba. Con cùng mẹ đi từ Cà Mau về đây để tìm chị ba ha. Chị đi lâu chưa? Đi lâu hả? Đi về cho mẹ. Mong con có lời nào muốn chia sẻ lên để cho chị ở đâu đó chị nghe được thì chị sớm trở về không? Đi về cho mẹ. Ba để mẹ khỏi kiếm cho con. Cho mẹ khỏi kiếm với ba khỏi kiếm ha. Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn ở trong ngồi nước. Thì hôm nay thì Công Trần tiếp nhận một chị gái đang dắt theo một người con về đây nhờ cái sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như Công Trần cùng với một số anh em khác để tìm kiếm, có lẽ là đây là tìm kiếm một người con gái của mình. Kính mời cô chú anh chị các bạn tiếp tục theo dõi cái câu chuyện này. Rồi em xin phép em chào chị. Chào. Chị có thể là chị cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ là chị họ tên là gì và chị ở đâu đi tới. Tên Ngô Thị Trúc, ấp 7, Vũng Phúc, U Minh, Cà Mau. Chị từ Cà Mau đi tới đây là hai mẹ con. Dạ. Đây là con gái chị. Gái Úc. Gái Úc. Rồi. Dạ. Chị cho phép cho em là cái tấm hình trên tay là người con gái của chị. Người con gái. Con gái chị là năm nay là bao nhiêu tuổi? Năm 2006 anh. Tháng mấy chị? 26 tháng 9 năm 2006. Dạ, vì bé chưa được 16 tuổi. Dạ. Đúng không ạ? 15 tuổi mấy. 15. Chị có thể nói rõ cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ là con gái của chị hiện nay đi mất tích từ thời điểm nào? Đi ngay ngày 16 tháng 9 năm 2022. 16 tháng 9. Dạ. 16 tháng 4, 16 tháng 4. 16 tháng 4. Dạ. Năm 2022. Dạ. Tháng 4 là mới giờ, hôm nay là đã sang tháng 8 rồi. Dạ. Đúng không ạ? Tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch em cũng không nắm rõ nhưng đại loại như dạ, vậy. Tháng 6 rồi, tháng 6 lịch 2 tháng mấy? Dạ, 2 tháng mấy gần 3 tháng rồi. Dạ. 16 này nữa 3 tháng. Chị có thể nói rõ cho mọi người biết rõ là cái câu chuyện là con gái chị đi nhầm sao, như thế nào cụ thể? Dạ, nó cũng đòi đi làm mà em không cho đi. Rồi nó bữa đó nó bỏ trốn, sáng cái 9 giờ sáng thì nó đi và không có liên lạc gì được hết trơn. Không đem điện thoại, không đem đồ, không đem gì hết và không liên lạc gì. Giờ lên nhờ hiệp sĩ Hải đăng lên, ăn bé có mà nghe thì bé về với mẹ mẹ. Bé gái nhà chị trước khi đi là có đem theo một cái gì đi không ạ? Không. Chỉ có một người không? À. Chị có biết là có bé có những cái mối quan hệ gì với ai không ạ? Dạ em thì mới cũng có mà giờ em không khẳng định, em cũng không biết giờ. Có là có rất nhiều mối quan hệ nhưng mà chưa chắc chắn. Dạ. Cho mình cũng không dám chắc là có đúng hay không. Dạ. Dạ. Bây giờ đang tìm với bé, như con có thấy con điện về cho mẹ biết con làm ở đâu thì con điện về cho mẹ thôi. Dạ. Mẹ tính chứ giờ không có liên lạc đi kiếm hoài rồi giống sao như. Có nghĩa là bây giờ ý chị là muốn tìm kiếm con gái chị cái nhất ở đâu. Nếu thực sự mà bé mà muốn đi lao động, muốn đi làm một cái công việc gì đó thì cũng phải báo tin. Trước hết là cho mẹ và cho cha hoặc là cho gia đình biết rõ để cho gia đình yên tâm, phải không ạ? Vậy là bé đi từ 2 tháng mấy, gần 3 tháng rồi. Hiện nay chưa một tí thông tin nào. Không có điện, không liên lạc gì được. Bé đi không mang điện thoại. Không luôn. Bé trước đây có sử dụng điện thoại không ạ? Có, đi rồi bỏ điện thoại nhà. Bỏ điện thoại nhà. Vậy là bé đi ở buổi ban ngày hay buổi tối? Chỉ có ban ngày 9 giờ sáng. Buổi 9 giờ sáng. Ở khu vực đó có ai biết rõ cái câu chuyện này không ạ? Dạ bà không. Con hàng xóm có ai biết rõ là bé đi cùng cái thời điểm nào không ạ? Dạ không. Thời điểm bây giờ thì không có một tí thông tin nào. Bữa trời mưa dữ lắm, đi chắc không ai biết hết chứ. Bé đi trời mưa. Dạ. Ờ. Đến giờ phút này thì nhờ công đồng mạng gắn chia sẻ giùm bên Lâm Hải, gắn chia sẻ mạnh lên, mong tìm con gái về sớm nhất. Giờ Như có nghe điện về cho mẹ Như ơi, nói không đứng lên, nhớ chị ba nhiều ha. Em mẹ con tên là gì? Con Lê Kim Thảo. Con Lê Kim Thảo. Con mấy tuổi rồi? Con 7 tuổi. Con có thương chị ba không? Thương chị ba. Con cùng mẹ đi từ Cà Mau về đây để tìm chị ba ha. Chị đi lâu chưa? Đi lâu hả? Đi về cho mẹ. Con đã tìm kiếm chị ba ở đâu rồi? Mẹ kiếm của ai à? Mẹ kiếm rồi. Kiếm không được ha, chưa thấy ha. Con có mong chị về không?
Mong chị về với con không? Dạ, mong. Mong hả? Con có lời nào muốn chia sẻ lên để cho chị ở đâu đó chị nghe được thì chị sớm trở về không? Chị ba điện về cho mẹ. Ba điện về cho mẹ. Cho mẹ khỏi kiếm chị ba. Cho mẹ khỏi kiếm với ba khỏi kiếm ha. À, cô chú anh chị và các bạn mọi người thấy không? Bé gái của nó đi theo mẹ và nó nói chuyện rất khôn khéo và rất ngoan, nhìn bé rất dễ thương. Bé cũng đang có vẻ là cũng đang rất xúc động vì rất thương người chị của mình. Hiện nay gia đình mình đã báo công an chưa? Dạ báo rồi. Báo rồi công an thì làm sao? Thì nói để tìm từ từ chứ giờ không có liên lạc, không giấy không tờ gì chưa, để công an kiếm. Dạ. Để từ từ tìm. Dạ. Từ từ tìm dạ. Đến giờ phút này cũng 2 tháng mấy 3 tháng rồi. Dạ. Bây giờ mới lên nhờ bên anh Hiệp đội, anh Hiệp sĩ Hải gắn đăng lên rồi nhờ cô bác rồi cộng đồng mạng có thấy thì chia sẻ dùm đăng điện về cho gia đình. Dạ. Em cũng hy vọng là cái câu chuyện này gia đình mình và nó là tất cả những gia đình bị thất lạc, những người con vì lý do nào đó bỏ đi không một tí còn thông tin nào. Hy vọng là bé gái sớm quay trở về và có thể là liên hệ cho gia đình. Nếu làm như thế này thì gia đình nó là vô cùng hoang mang. Hiện nay mọi thông tin chi tiết chưa biết là bé đang đi đâu, chị có thể chỉ nói rõ là họ tên của chị là gì và quê quán ở đâu? Ngô Thị Trúc, xã Hữu Phích, U Minh, Cà Mau. Chị có thể đọc cái số điện thoại của gia đình mình không? Số điện thoại 0914474816. Là số điện thoại ai dùng? Dạ em dùng. Dạ, số điện thoại của chị, số điện thoại đó là của mẹ, là mẹ, của chị đúng không? Dạ. À, cô chú anh chị và các bạn mọi người có thể là nếu mà ai phát hiện được hoặc ai thấy thì có thể báo tin. À, trước hết là cho mẹ qua số điện thoại đó, hai là có thể là qua số điện thoại của anh Hải hoặc cho công Trần để thông tin, báo tin để cho gia đình. Để gia đình sớm được tìm là được cái người con thân yêu của mình. Như con muốn cái gì thì bây giờ mẹ không có nói gì con chứ. Bây giờ con muốn gì thì con hay tin chú Hải đăng vậy đó, con điện về cho mẹ ăn tiếng. Giờ con mận ở đâu con làm gì con cứ điện về cho mẹ, mẹ hay mẹ không nói gì hết trơn á. Con muốn làm thì làm, Tết con về cũng được, yêu cầu con điện thôi. Rất mong cô chú anh chị và các bạn trên cộng đồng mạng chia sẻ những video như thế này. Hiện nay rất nhiều bé gái đang bị một lý do nào đó bị dụ dỗ. Hiện nay đây đang mất tích rất nhiều. Phải nói rất nhiều các tỉnh thành đến đây báo thông tin cho anh Nguyễn Thành Hải. Rất nhiều bé gái tuổi đời từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị mất tích một cách rất lạ lùng. Đến giờ phút này rất nhiều bé đã được tìm thấy. Nhiều bé đã bị chuyển ra miền Trung. Có rất nhiều bé đã chuyển đến Hà Tĩnh. Có nhiều bé chuyển ngược lại về các tỉnh lân cận ở khu phía Nam. Rất mong cô chú anh chị và các bạn hãy chia sẻ những video như thế này ạ. Con đi chị... con không nhớ em sao? Em mẹ với em lên đây cực khổ quá trời. Em nói với con vậy mà con không đồng lòng, con điện mẹ nữa. Con biết như... con nghe không? Thấy em vậy cực khổ không Như? Chị ba vậy con? Lớn lớn lên. Ba về nghe em. Nhớ. Thương quá. Chị ba điện cho mẹ. Chị ba điện cho mẹ. Để em mẹ khỏi kiếm nữa. Nghe thương quá. Đây có lẽ là một cái câu chuyện trong những cái câu chuyện mà được hàng ngày anh Nguyễn Thành Hải cùng công Trần tiếp nhận là vô số rất nhiều các trường hợp có người mới đến đây báo một thông tin một bé gái cũng là tình trạng giống như thế này, có nghĩa rằng bỏ nhà đi đâu cũng mất biết mất tích có 12 tuổi, còn bé gái này là hơn 15 tuổi, chưa đủ 16 tuổi mà cũng là còn nó rời khỏi nhà mấy tháng rồi. Thì cũng em cũng biết nói gì, em xin cầu chúc cho gia đình chị có một sức khỏe rồi nha, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hy vọng là trong thời gian tới thì con gái của chị là bé Như nào ạ, sớm có thể là thông tin báo tin cho gia đình là con đang làm một công việc của nó chị nhá. Chị còn điều nào muốn chia sẻ không ạ? Thôi con gắng về đi, nếu như con không về là mẹ đăng tin công an chứ hỏi không được nữa, mẹ đăng lên công an là chi tìm con là con khổ lắm đấy nghe Như. Gắng đi về nghe con. Hy vọng là trong một vài ngày tới sẽ có thông tin chính thức từ bé Như báo tin về thông tin. Cảm ơn đội hiệp sĩ Hải gắng tin chia sẻ, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp giùm em mạnh mạnh lên đặng mau tìm con em về. Em cảm ơn đội hiệp sĩ Hải. Em không biết nói gì hơn cả, xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chân thành cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Xin chào. Chào chú.
Chào chú.